Các bạn ơi, mình tìm thấy có cái gì nè các bạn. Nè, màu đỏ nha. Để mình xem thử các bạn ơi. Wow, các bạn ơi. Một đồ chơi. Wow, các bạn ơi. Đây là đồ chơi siêu nhân bánh xe. Wow. Đây là siêu nhân nhảy. Có hai cái bánh xe luôn. Wow, nó chạy được luôn nè các bạn ơi. Wow, xịn nha. Mình bóp cái đây vào là cái bánh xe nó chạy nè các bạn ơi. Chèn chú chú đã các bạn ơi. Wow, đồ chơi xịn sò nha. Hay các bạn ơi, đèn kia mình thấy có cái gì nữa nè. Wow, chú chú chú. Wow các bạn ơi, ở đây có một con xe. Một con xe ủi đất nè. Wow, xịn nha. Bánh xe vẫn còn hoạt động được nè các bạn ơi. Wow, rất là xịn sò luôn. Các bạn ơi, đây có một cái gì nữa nè. Một cái rìu các bạn ơi. Wow, cái rìu đây có công lực gì không ta? Hay chà chà, để mình sẽ thử cái công lực nó mạnh hay không nha. Wow, các bạn ơi, bên này mình thấy có cái gì nữa nè. Wow, một rổ. Wow các bạn ơi, có xe đồ chơi kia kìa. Wow các bạn ơi, ở đây có một rổ đồ chơi luôn nè. Một rổ đồ chơi siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Wow, hay cha cha. Wow các bạn ơi, ở đây một rổ đồ chơi to luôn. Wow, cái rìu đây rất là hiệu quả luôn các bạn ơi. Để xem thử nha. Wow các bạn ơi, đây có một con xe rất là bự nè. Xe đây có một bác tài xế ngồi lái nữa nè các bạn ơi. Các bạn ơi, các bạn biết xe gì chưa? Đây là một con xe chở rác rất là xịn luôn. Có 4-6 cái bánh xe bự, hai cái bánh xe trước và 4 cái bánh xe sau luôn các bạn ơi. Wow xịn nha. Đây cũng có xe nữa nè. Đây là một con xe cần cáo. Wow, wow, bánh xe đã chạy được nha các bạn ơi. Đã chưa? Hay có một cái mặt nạ nè. Các bạn ơi, cái mặt nạ này vui nha. Mặt nạ mà đeo vào rất là ngầu luôn các bạn ơi. Có cái dây để mình đeo vào nữa nè. Rồi, để đó nha. Chạc. Hay có đồ chơi con vật nữa nè các bạn. Đây là con gì ta? Đây là một con sư tử các bạn. Wow, quá wow, khủng long bộ chúa kìa. Các bạn ơi, đây là một con khủng long bộ chúa cổ dài. Wow, rất là xịn luôn. Còn xe nữa nè các bạn. Một cái xe rất là bự nữa nè. Các bạn ơi, mình thấy xe đây có hai bác tài xế luôn kìa. Đây là một con xe ô tô bên á. Xịn chưa. Đây nữa nè các bạn ơi. Nhiều đồ chơi với ta. Đây là một con xe gì? Đây là một con xe múc đất nè các bạn. Có một cái múc đất nè. Nó sẽ múc đất dưới đây. Xịn nha. Con xe múc đất bánh xích màu xanh. Wow, rất là đã luôn. Đây nè, đồ chơi bó binh. Đây là đồ chơi bó binh con rùa. Xịn nha. Wow, còn nhiều nữa các bạn ơi. Đây cũng có đồ chơi bó binh nữa nè. Đây là đồ chơi bó binh con hổ. Rất là đã luôn. Nhiều đồ chơi đã ghê. Các bạn ơi, lại có một cái xe máy múc nữa nè. Đây, xe máy múc bánh xích. Đây có bác tài xế nữa nè các bạn. Một bác tài xế màu xanh. Múc thử. Chà, được luôn các bạn ơi. Hai cái xe máy múc rất là xịn luôn, bự đã nha. Khủng long bầu chúa nè các bạn ơi. Đây là một con khủng long bầu chúa lưng gai. Đã nha. Một con cá sấu khổng lồ. Con cá sấu đây sao nó không có cái đuôi các bạn ơi. Rất là xịn sò luôn. Đã nha. Nó kén cái tay của mình các bạn ơi. Đồ chơi cá sấu mà kén cái tay của mình luôn. Nó có rất là nhiều cái răng sắc nhọn nè. Hàng gì nó kén cái tay của mình luôn. Hung dữ ghê ta. Lại một cái mặt nạ nữa nè các bạn ơi. Đây là một cái mặt nạ gì đây? Người xanh. Một cái mặt nạ người xanh khổng lồ, người rừng. Rất đã luôn. Năm nay còn rất là nhiều đồ chơi con vật nữa nè các bạn. Đây là một con cũng làm T-Rex đuôi gai. Xịn nha.
một con khủng long T-Rex đu gai nữa này các bạn, có được hai con khủng long T-Rex đu gai luôn. Quá wow, rất là xịn sò. Đây, à còn một đồ chơi bổ binh nữa này. À đây là đồ chơi bổ binh con voi này. Quá wow, xịn chưa? Rất là đá các bạn ơi. À nó bị rớt. Đây này nó bị rớt cái mũ rồi. Nè các bạn ơi, trong này có đồ bổ binh nè. Quá wow, xịn nha. Này là con gì? Đây là một bác lượn rừng các bạn. Có cái đùi rất là dài luôn. Đây, con lợn này rất là cứng. Rồi, rất là nhiều luôn. Ai còn khủng long bộ chúa nữa nè các bạn ơi. Wow, rất, hôm nay rất là nhiều khủng long bộ chúa luôn. Con này khủng long bộ chúa gì nè. À, nó có rất là nhiều cái chấm trên mình luôn. Wow, lại một con khủng long bộ chúa nữa các bạn ơi. Nhiều khủng long bộ chúa kia chưa? À, đẹp nha. Đồ chơi rất là xịn luôn. Đây cũng là con khủng long bộ chúa nữa nè. Hoa nhiều ghê nha. Con khủng long bộ chúa này màu vàng. Khủng long này không có răng nè các bạn ơi. Có những cái răng rất là nhỏ luôn. Đây là chắc khủng long ăn lá cây rồi nè. Rồi mình sẽ chọn ra đây luôn. À còn một con nữa nè các bạn ơi. Wow con như đây. À các bạn ơi, à, đây là con khủng long bộ chúa đẹp nhất mình thấy luôn nè. Wow nó có rất là nhiều cái răng này các bạn ơi. Xịt xa, rất là hung dữ luôn nha. Trời đã ghê các bạn ơi. Wow, rất là nhiều đồ chơi luôn. Bây giờ mình sẽ cho hết vào cái rổ đây. Được hai con khủng long bầu chúa này, ba con khủng long bầu chúa, bốn con luôn, năm con nè. Wow, rất là nhiều con khủng long bầu chúa các bạn. Wow, đây nè, được tám con khủng long bầu chúa luôn các bạn ơi. Xe là có hai cây xe mất đất nè. Một cây xe màu vàng, một cây xe màu xanh. Được hai cái mặt nạ nữa các bạn ơi. Một cái mặt nạ người xanh khổng lồ và một cái mặt nạ hacker màu xanh luôn, mặt nạ ông hề. Đây có một cái xe ô tô bên bự nè, xe để chở đất nha các bạn nha. Đây là có đồ chơi bổ binh một cái nè, con voi nè, con rùa nè. À, một cái xe ủi đất nè. Một cái xe cần cảo nè. Ai đây là có một bác lượn rừng với là một con sư tử. Đây có một con cá sấu khổng lồ mà nó cán cái tai của mình nè các bạn ơi. Chà chà, hùng dữ nha, bị mất cái đuôi mất rồi nó cũng còn hung nè. Ai đây là có đồ chơi bổ binh con hổ. Có một cái xe chở rác rất là bự nữa nè các bạn ơi. Rất là xịn nha, đồ chơi rất là đá luôn. Là một cái rìu thần thánh. À, mình thích nhất là một cái quạt siêu nhân người nhảy có hai cái bánh xe. Chèn 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 bánh xe chạy nè các bạn ơi. Ôi rớt cái bánh xe rồi. À mình sẽ gắn vào. Nó lại là chạy được nữa các bạn ơi. Cái bánh xe rất là hiệu quả, rất là đẹp luôn. Wow rớt cái bánh xe nữa đây. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái bánh xe vào và mình đem hết đồ chơi để về mình chơi nha các bạn nha. Một rổ đồ chơi siêu to khổng lồ luôn.